For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, giá gạo Việt lập đỉnh mới. Nhu cầu lớn từ thị trường quốc tế khiến giá gạo Việt Nam tiếp tục tăng mạnh lên đỉnh mới 663 đô la Mỹ một tấn và là mức cao nhất thế giới hiện nay. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, tuần qua giá gạo xuất khẩu liên tục tăng mạnh. Kết phiên mùng 4 tháng 12, gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 650 đô lên 663 đô một tấn, mức này cao nhất từ trước đến nay. Không tính năm 2008, giá gạo 5% tấm xuất khẩu có lúc đạt 1.000 đô một tấn, nhưng khi đó chính phủ ngừng xuất khẩu nên gần như không có thương nhân nào bán được giá này. Tương tự, gạo Thái Lan từ dưới 600 đô cũng bật lên 625 đô một tấn, tăng 8% so với tháng trước đó. Với hàng Pakistan, trước đây chỉ quanh 500 đến 550 đô một tấn, nay lên sát 600 đô. Một thương nhân tại Cần Thơ cho hay, giá gạo Việt đang leo lên mức cao nhất thế giới do sức mua trên thị trường quốc tế tăng. Trong khi đó, nguồn cung lúa gạo từ Việt Nam không còn dồi dào như những tháng đầu năm. Đồng quan điểm, ông Đinh Ngọc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cỏ May, cho biết, từ tháng 7 đến nay, nguồn cung chiếm 40% thị phần thế giới là Ấn Độ, chưa có động thái mở cửa thị trường, làm lượng gạo không đủ đáp ứng nhu cầu. Mới đây, tổ chức thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn Fish Solution nhận định các hạn chế thương mại và rủi ro từ hiện tượng El Nino xuất hiện sớm, phần nào ảnh hưởng tới mùa màng, khiến các quốc gia nhập khẩu đẩy mạnh lượng gạo dự trữ, càng đẩy giá xuất khẩu tăng. Ngoài ra, vụ thu đông của Việt Nam sản lượng thấp nên nguồn cung giảm mạnh trong khi cầu thì tăng cao. Hiện giá gạo xay sát trong nước tiếp tục tăng 100-200 đồng so với tuần trước, lên 16.200 đồng 1 kg, gạo bán lẻ quanh 17.000-28.000 đồng 1 kg, mức cao nhất từ trước tới nay. Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Việt Nam có số lượng giống lúa năng suất, chất lượng cao chiếm 85-90%, giúp đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Với sản lượng trên 43 triệu tấn lúa, ngoài việc dành cho tiêu thụ nội địa, chế biến, dự trữ, Việt Nam có thể đảm bảo xuất khẩu 7,5-8 triệu tấn gạo. Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, 11 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt con số kỷ lục với giá trị là 4,4 tỷ đô, tăng 36,3%, về lượng đạt 7,75 triệu tấn. Hiện gạo Việt Nam được nhiều quốc gia như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana tranh mua với số lượng lớn vì chất lượng ngày càng nâng cao, nguồn cung dồi dào. Trước đó, thì gạo Việt cũng vừa được vinh danh ngon nhất thế giới do Thrive Cheddar Mỹ tổ chức. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định phê duyệt đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đề án được triển khai tại 12 tỉnh miền Tây theo 2 giai đoạn. Dự báo thời gian tới, Hiệp hội cho rằng giá chào bán gạo của Việt Nam sẽ tăng nhẹ do nguồn cung trong nước tiếp tục hạn chế, trong khi nguồn cung thế giới đang ngày càng giảm do ảnh hưởng thời tiết. Lý giải về nguyên nhân giá gạo trên thế giới tiếp tục tăng nóng trở lại sau gần 3 tháng giảm sâu, ông Nguyễn Quang Hòa, CEO Dương Vũ Rai cho hay, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn có nhu cầu mua gạo với số lượng lớn. Cụ thể, mới đây Bộ Nông nghiệp Philippines đã yêu cầu thương nhân nhập khẩu thêm 1 triệu tấn gạo trong 30 ngày để tăng nguồn cung trong nước và kiểm soát giá của các mặt hàng chủ lực quốc gia. Một thông tin đáng chú ý khác, theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong năm 2024, Indonesia và Nigeria sẽ nằm trong nhóm những nước mua gạo lớn nhất thế giới với sản lượng dự kiến khoảng 2 triệu tấn. Lượng gạo nhập khẩu này được trông đợi sẽ đến từ nguồn cung của Việt Nam và Thái Lan. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, ông Hòa đánh giá. Trước ý kiến lo ngại giá gạo Việt Nam cao nhất thế giới sẽ khó cạnh tranh với gạo Thái Lan, Miến Điện, Pakistan, ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, khẳng định vấn đề cạnh tranh không đáng lo ngại, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng đều qua các năm và ngày càng có uy tín cao trên thị trường thế giới. Có cần thiết phải lo bị cạnh tranh không khi giá cao nhưng vẫn bán được, thậm chí nhiều doanh nghiệp hiện không có gạo để bán. Vậy thì hà cớ gì phải giảm bớt giá xuống? Ngành hàng lúa gạo Việt Nam hoạt động theo cung cầu của thị trường. Nếu bán không được thì tự nhiên người bán phải giảm giá. Và ngược lại, ông Phạm Thái Bình nói. Trong khi ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết năm 2023, Việt Nam có thể xuất khẩu 7,5-7,8 triệu tấn gạo thì nhiều thương nhân tự tin khẳng định
nếu có thêm nguồn cung từ Campuchia thì lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có thể lên đến trên 8 triệu tấn. Thông tin này đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.